Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, trưa thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy trong những ngày qua giá vàng cứ leo lên, cứ leo lên thật là kinh khủng. Giá vàng theo CNN một ounce bây giờ là khoảng chừng 2.300 mấy chục đô, chưa bao giờ có trong lịch sử. Như vậy theo CNN thôi, thì chỉ trong vòng khoảng một năm qua, giá vàng tăng lên ít nhất như vậy là 16.5%. Tại sao giá vàng lại lên cao như thế? Theo CNN, thứ nhất, đó là do nạn lạm phát ở bên Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Nạn lạm phát này đến độ mà ông Jerome Powell, là người chuyên về vấn đề Fed của Mỹ, đã tăng mức lời lên bây giờ rất là cao, 8 chấm mấy, 9 chấm mấy mà chưa có hạ xuống. Theo CNN, bao lâu chưa có hạ được mức lời xuống ít nhất là khoảng chừng 0.025 hoặc là 0.050 thì giá vàng vẫn cứ leo. Nên hiện giờ ông Jerome Powell là chủ tịch Fed vẫn chưa có hạ tiền lời. Thì vàng khắp nơi trên thế giới, một là đứng yên ngưỡng cửa đó, hai là vẫn cứ gia tăng. Đó là nguyên do thứ nhất. Nguyên do thứ hai nữa, đó là giá dầu vẫn gia tăng. Vì người ta e ngại lạm phát nên người ta mua dầu. Dầu bán ra như vậy và xăng nhớt nó lên cao quá thì là thị trường người tiêu thụ phải chi tiền ra với cái giá cao hơn cho cùng một sản phẩm, thì tự nhiên giá vàng phải tăng theo. Thế đó là đương nhiên, đó là nguyên do thứ hai. Và nguyên do thứ ba nữa, đó là những nước mà họ không có sử dụng đồng tiền đô la như là chính yếu, đó là Trung Quốc và cái khối BRICS. Họ mixed, tức là sử dụng vừa đô la và vừa gì đó, thì họ có khuynh hướng là có cái gì trong tay, nắm bắt trong tay rất rõ ràng, chứ không phải là ảo, thì họ mua vàng để dự trữ, nhất là Trung Quốc. CNN cho biết vừa rồi Trung Quốc mua một số lượng lớn về vàng, và vì lý do đó nên vàng trong kỳ vừa qua khan hiếm, thì giá vàng cứ lên vun vụt trong 2 tuần qua. Đó là một trong những nguyên do chính yếu. Nhưng mà cái gì cũng vậy hết, nó cũng lên tới một mức nào thôi. Nên CNN cũng cảnh báo, đó là những ai thích mua vàng thì coi chừng cái giá vàng bây giờ là cao điểm nhất rồi, nó sẽ tuột dốc. Vì sao? Vì ở bên Mỹ, công ty Costco của Mỹ cũng đã bán vàng ra rồi. Bán vàng như vậy là dự trù mỗi tháng tối thiểu thôi là 200 triệu Mỹ Kim. Nhưng nó cũng chứng tỏ rằng là vàng có sự luân lưu kẻ mua người bán. Costco bán ra như vậy cứ từ từ và bán. Và nhiều nơi trên thế giới người ta thấy giá vàng tăng, có nhiều người đổ xô đi tìm vàng. Nếu mà có một mỏ vàng mà tìm thấy mới, mỏ vàng lớn, thì tự nhiên giá vàng sẽ khựng lại và xuống. Nên đó là cảnh báo của CNN, coi chừng. Giá vàng bây giờ là lên tới cao điểm rồi, 2.300 mấy chục đô la. Có thể lên tới 2.400, 2.500,
đó là chuyện cũng có thể, nhưng đó là cao điểm. Và những nhà đầu tư đó thì theo CNN họ thấy có lời thì bắt đầu giai đoạn này là giai đoạn họ bán vàng, như Costco đang bán vàng, có lời mà. Nghĩ rằng ở giai đoạn này là bán vàng để rồi họ có tiền, họ có cash flow, họ mua stock ở trên thị trường chứng khoán á. Thí dụ như là mua stock của BYD hoặc là mua stock của Facebook, tức là Meta đó, thì có thể. Trường hợp về Meta đó, cách đây khoảng 2 năm, trị giá của Meta một cổ phần chỉ có khoảng chừng 100 mấy chục đô la thôi. Nhưng bây giờ nó leo lên tới 500 mấy chục đô la, 600 đô la một cổ phần. Cho thấy vàng không phải là gì ưu tiên đâu, mà coi chừng những công ty về kỹ nghệ mà thành công thì cái số tiền đầu tư của họ mua thị trường chứng khoán có lẽ tốt hơn. Tôi xin gửi đến quý khán giả thông tin của CNN. Tại sao giá vàng tăng vùn vụt trong những ngày qua thì CNN nhận định có 3 lý do đó. Và coi chừng đây là cao điểm của giá vàng. Giá vàng có thể có dấu hiệu bắt đầu đi xuống là vì những công ty như Costco bán vàng ra mỗi một tháng giá trị khoảng chừng 200 triệu Mỹ Kim. Có thể có những công ty khác hoặc những cá nhân mà họ đầu tư trước đây họ mua vàng thì đến một lúc nào đó họ cảm thấy có lời, họ bán đi thì vàng sẽ bắt đầu xuống giá. Vậy thì những ai muốn đầu tư trong giai đoạn này nghĩ rằng giá vàng lên nữa đó, thì hãy nghe những thông tin này để có những quyết định sáng suốt cho mình. Giá vàng bây giờ theo CNN là cao điểm nhất rồi, có thể lên đôi chút nữa nhưng sẽ tụt xuống. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi cũng đã từng chơi thị trường chứng khoán, mua vàng bán vàng. Tôi nghĩ rằng tôi không có duyên, vì những lúc mình tưởng rằng nó sẽ xuống thì nó vẫn cứ giữ yên như thế. Nó giữ yên một thời gian, lúc đó thì mình lại không chịu nổi vì không có vốn dài. Tôi cũng đã từng mua Amazon, tôi cũng đã từng mua Facebook. Lúc mà tôi tưởng rằng Facebook xuống thì nó lại lên, còn lúc mà tôi tưởng Amazon lên thì nó lại xuống. Nên tôi không có duyên. Giờ thì tôi sợ thị trường chứng khoán, sợ vấn đề mua bán vàng stock. Chắc có lẽ mai mốt mới tính sâu được, chứ còn giờ này thì tôi sợ lắm rồi. Đó là sự thú thiệt của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.